Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 1 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dù ở các cương vị khác nhau nhưng Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm sâu sắc, tình cảm thắm thiết cho quê hương Hưng Yên. Và ngay trong những ngày mới được giao trọng trách giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay đồng chí Tô Lâm có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, nhà cách mạng tiền bối. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để phản ánh chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch nước Tô Lâm tại tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra chương trình cũng có một số nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc phiên chợ vải Hưng Yên năm 2024. Điện lực Hưng Yên thành lập đội xung kích hỗ trợ thi công được dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Mang yêu thương đến cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Chiều nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự buổi gặp mặt cán bộ, nhân dân, cử tri tỉnh Hưng Yên. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, các đồng chí thứ trưởng và tương đương, các đồng chí cấp tướng trong lực lượng công an và quân đội là người con quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Thường trực tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các tầng lớp nhân dân và các cháu thiếu nhi đã chúc mừng và tặng quà Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp đó, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Đặng Văn Cảo và anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ du kích Hoàng Ngân Trương Thị Tám đã phát biểu chúc mừng đồng chí Tô Lâm, người con của quê hương Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch nước dành cho tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Trong không khí của buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu cảm ơn tình cảm tốt đẹp của cán bộ, các tầng lớp nhân dân và cử tri Hưng Yên đã dành cho đồng chí. Đồng chí tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc như ngày hôm nay. Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Chủ tịch nước chúc các cháu thiếu nhi của tỉnh mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Chủ tịch nước ghi nhận sự cố gắng của Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân của tỉnh Hưng Yên trong phát triển kinh tế xã hội, đoàn kết trong Đảng bộ để đưa Hưng Yên có tốc độ phát triển nhanh, vững chắc trong những năm gần đây, đặc biệt là những kết quả trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho tỉnh Hưng Yên và tặng quà cho Quỹ khuyến học của tỉnh. Thông tin chi tiết về buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và cán bộ nhân dân tỉnh Hưng Yên, chúng tôi sẽ thông tin trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm gặp mặt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang. Trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Lâm thường xuyên liên tục đúng quy định công tác dân vận mặt trận tổ quốc. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo và nhân dân huyện Văn Giang. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang, Bí thư huyện ủy Lê Văn Hưng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Bí thư huyện ủy báo cáo khái quát với Chủ tịch nước những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu huyện Văn Giang phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2025 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung cao độ hoàn thiện các tiêu chí để huyện Văn Giang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xếp hạng đô thị toàn huyện. Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự biểu dương trước những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những truyền thống lịch sử,
văn hóa, thế mạnh để xây dựng Văn Giang trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh. Trong cái năm 2024 này, đấy, với nhiều cái mục tiêu mà cũng rất quan trọng, cái thời khắc lịch sử năm 24, năm 25 này, đấy, chúng ta đang là tăng tốc để hoàn thành những cái chỉ tiêu, những cái nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ huyện, rà soát những cái gì đã hoàn thành rồi, những cái gì cần phải vượt mức, những cái gì phải tốc độ cao để năm 2025 chúng ta bước vào đại hội này của huyện, chúng ta tự hào, chúng ta báo cáo là với cái tốc độ như vậy, và phải có cái sự chuyển đổi lớn, cái sự chuyển dịch lớn, những dấu mốc quan trọng. Năm 2024 này cũng là năm chúng ta sẽ kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện, một cái dấu mốc rất quan trọng này, để cho mọi người cũng đều thấy được đấy, cái sự phát triển thần kỳ của huyện Văn Giang trong 25 năm qua. Chúng ta, như tôi nói, là rất tự hào về cái sự phát triển đó. Đấy, một dấu mốc rất quan trọng, làm sao mọi người dân để cùng đồng lòng, cùng chia sẻ, cùng gánh vác và cùng thấy tự hào về những chuyện. Huyện thì phát triển như vậy rồi, đô thị hóa như vậy rồi. Chúng ta phải rất chú ý, chú trọng cái gì? Chúng ta phải bảo tồn văn hóa làng xã. Đấy. Nhà trong phố, phố trong làng, làng trong phố. Đấy. Những cái gì là những cái truyền thống văn hóa chúng ta phải duy trì. Đấy. Phải tích lũy bao nhiêu những lễ hội, bao nhiêu những cái điểm văn hóa, những đình đền miếu mạo, những cái nơi truyền thống, những cái nơi di tích của cha ông chúng ta để lại, phải có trách nhiệm bảo tồn, phát huy những cái truyền thống văn hóa. Đấy. Làng nhưng mà phố thì đấy, nhưng mà trong làng thì vẫn phải duy trì cái trật tự, cái làng xóm, cái văn hóa ấy. Không thể nào không có được những việc. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, phải giữ gìn môi trường. Đấy, trong định hướng các đồng chí rồi, phát triển thông minh và môi trường, phải bảo đảm môi trường sống. Đấy, chứ nếu không có những cái đó, không được duy trì thì rất khó, chúng ta không phát triển bằng mọi giá. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho Quỹ khuyến học huyện Văn Giang. Chiều nay, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với người con của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc của đời mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm, tặng quà thương bệnh binh hạng 4/4 Vũ Đức Hưởng ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường và bà Phạm Thị Trâm là hộ nghèo tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Chủ tịch nước Tô Lâm đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của ông Vũ Đức Hưởng và bà Phạm Thị Trâm, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương có nhiều giải pháp quan tâm tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương. Trước đó, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dâng hương tại đền thờ Triệu Việt Vương, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu.
khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến dâng hương tại đền thờ Triệu Việt Vương ở xã Giả Trạch, huyện Khoái Châu, thờ người anh hùng dân tộc Triệu Quang Phục. Tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo cách mạng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu kinh tế quan trọng, mở ra trang sử mới cho đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu nguyện noi theo tấm gương mẫu mực, hết lòng vì nước vì dân của đồng chí Nguyễn Văn Linh, quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tri ân tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên cường, nhà quân sự tài năng có nhiều công hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, vị trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại các nơi đến dâng hương, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhân dân. Chủ tịch nước chúc bà con luôn mạnh khỏe, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Sáng nay tại khu đô thị Eco Park ở huyện Văn Giang diễn ra khai mạc phiên chợ vải Hưng Yên năm 2024. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm vải Hưng Yên nói riêng và nông sản tỉnh Hưng Yên nói chung với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phiên chợ vải Hưng Yên năm 2024 được tổ chức tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên được tỉnh Hưng Yên tổ chức. Tham gia sự kiện này thì du khách không chỉ được thưởng thức những trái vải lai chín sớm, vải trứng của Hưng Yên mà còn có thể mua sắm rất nhiều đặc sản của Hưng Yên như hạt sen, long nhãn, mật ong v.v. Phiên chợ vải Hưng Yên mở đầu cho chuỗi sự kiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tại đây có 50 gian hàng trưng bày sản phẩm vải lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên và một số nông sản tiêu biểu từ các nhà vườn, hợp tác xã trên toàn tỉnh. Với ưu thế chín sớm, mẫu mã sáng đẹp, vị ngọt thanh đặc trưng khiến quả vải Hưng Yên những năm gần đây trở thành một đặc sản thu hút thị hiếu khách hàng. Theo các nhà vườn, vải Hưng Yên năm nay chất lượng quả ngon ngọt, không bị sâu đầu. Vải chín đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Giá dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg vải lai chín sớm. Riêng vải trứng có giá từ 150.000 đến 200.000 đồng 1 kg. Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Ở ngoài chợ thì tôi cũng mua rồi, nhưng mà tôi nếm thì nó vị hơi chua chua. Nhưng mà ở vải hôm nay tôi nếm thử là rất là ngọt, đậm đà, mùi thơm, mát dịu đấy. Năm ngoái là đúng là biết nhưng là lại hơi muộn mà. Cho nên là năm nay biết có thể đến ngay từ đầu tiên. Cảm ơn Hưng Yên đã có loại vải rất ngon. Đây là năm thứ ba gia đình chúng tôi tham gia phiên chợ vải Hưng Yên. Hai năm về trước trong vòng buổi sáng thì chúng tôi có thể bán hết cái hàng mà trong ngày chúng tôi mang lên. Nên là năm nay chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều nguồn hàng để làm sao đáp ứng đủ cái nhu cầu của người tiêu dùng. Hưng Yên hiện có trên 1.300 ha trồng vải, trong đó có 850 ha vải lai chín sớm, 250 ha trồng vải trứng. Sản lượng vải năm nay dự kiến đạt trên 20.000 tấn. Cả hai loại vải đều được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ và đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên. Để nâng cao giá trị quả vải,
Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các địa phương lựa chọn quy hoạch mở rộng vùng trồng vải, đi đôi với việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại sản xuất đáp ứng theo các tiêu chuẩn về chất lượng, đẹp về mẫu mã và an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Song song với việc mà triển khai các hoạt động hỗ trợ tổ chức sản xuất và giúp cho bà con nông dân quản lý theo quy trình sản phẩm sạch Việt Gáp, rồi là GroGáp và OCOP, thì chúng tôi cũng tích cực giúp đỡ bà con trong việc mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động tổ chức các hội nghị để kết nối tiêu thụ. Ngay sau khi tỉnh Hưng Yên chính thức bàn giao hành lang tuyến cho chủ đầu tư, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tổ chức thành lập và ra quân đội xung kích tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3. Đội xung kích gồm 11 thành viên là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, có nhiều kinh nghiệm, sức khỏe và tay nghề cao. Đội được chuẩn bị tốt trang thiết bị, dụng cụ, kịp thời xây dựng phương án triển khai khi được nhà thầu bàn giao công việc. Anh em chúng tôi cảm thấy mình được vinh dự và được các cấp lãnh đạo tin tưởng giao phó làm nhiệm vụ hỗ trợ thi công đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối. Anh em chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng ngày 1 tháng 6, đội xung kích Hưng Yên đã bắt tay tham gia lắp đặt cột số 206 thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sự hỗ trợ kịp thời của Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ góp phần đảm bảo tiến độ đóng điện trước ngày 30 tháng 6 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Phố Nối là dự án quan trọng quốc gia với tổng kinh phí xấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ, tổng chiều dài 519 km, đi qua địa bàn 9 tỉnh và 211 xã phường. Khi hoàn thành, đường dây sẽ tăng thêm 20 tỷ kWh trên năm điện thương phẩm cho miền Bắc. Tháng 6 về, các em thiếu nhi háo hức chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đây cũng là dịp để nhắc nhở mọi người dành sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tốt nhất đối với trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Những cuốn sách hay, bộ cờ vua là món quà mà chị Duyên ở xã Song Mai, huyện Kim Động dành cho các con của mình trong ngày 1 tháng 6 năm nay. Sự thích thú với những món quà mới cùng niềm vui của các con khi cả gia đình cùng nhau chơi cờ, trò chuyện chính là niềm hạnh phúc giản đơn của gia đình chị Duyên trong ngày Tết Thiếu Nhi. Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6, vợ chồng tôi là luôn mua những món quà nhỏ nhỏ cho các cháu để động viên tinh thần các cháu, giúp các cháu vui vẻ hơn trong dịp nghỉ hè, khuyến khích các cháu có những cái thành tích tốt hơn trong những cái năm học tiếp theo. Hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có trên 329.000 trẻ em, trong đó trên 2.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 10.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, công tác chăm sóc trẻ em của tỉnh luôn được các cấp các ngành quan tâm, bố trí nguồn lực để thực hiện. Những ngày này, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cũng như các bậc phụ huynh có nhiều hoạt động cho Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Hôm nay con được nhận quà này, con cảm thấy rất là vui ạ. Con rất là cảm ơn các cô, các chú. Thì các cô, các chú đã tặng cho con những món quà rất ý nghĩa. Em rất là mong muốn các cô chú có nhiều phần quà nữa để giúp nhiều bạn có hoàn cảnh giống em. Trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai. Vì vậy mà mọi trẻ em thì đều được hưởng quyền học hành, chăm sóc như nhau. Chính vì vậy mà những em bé mà thiệt thòi, hoàn cảnh khó khăn hoặc mồ côi thì thành hội cũng rất là quan tâm. Nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được thỏa sức vui chơi sau một năm học tập. Do vậy, tạo sân chơi an toàn và bổ ích cho các em luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nghỉ hè này, bố mẹ cho con tham gia rất nhiều các khóa học thể chất như là cầu lông, đá bóng, bóng bàn. Con cảm thấy rất vui và thoải mái tâm hồn ạ. Xã Châu Thành là xã tham mưu cho ban chỉ đạo thường hèn xây dựng kế hoạch tổ chức một cái chương trình là mùa hè tuổi thơ lần 2, giải bóng đá thiếu niên hè, tổ chức các lớp dạy bơi cho các cháu thiếu nhi di động trên địa bàn toàn xã và chơi các trò chơi dân gian tại các nhà văn hóa, địa điểm ở các thôn. Đối với các em thiếu nhi, niềm vui chỉ đơn giản đến từ những điều rất giản dị, đó là được vui chơi, được tự do khám phá, gặp gỡ bạn bè và được yêu thương, chia sẻ đến từ mọi người xung quanh. Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng, từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên kết hợp với các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, trạm y tế cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai kế hoạch uống vitamin A miễn phí đợt 1 cho trẻ em. Trong đợt này có hơn 100.000 viên vitamin A các loại được cấp phát đến các địa điểm, trong đó trẻ từ 6 đến 11 tháng tuổi uống 1 viên nang loại 100.000 đơn vị, trẻ từ 12 tháng đến 35 tháng tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi mắc các bệnh suy dinh dưỡng, bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh mãn tính uống vitamin A loại 200.000 đơn vị.
Dự kiến có khoảng 101.000 trẻ trong toàn tỉnh được bổ sung vitamin A miễn phí đợt này. Cùng với bổ sung vitamin A cho trẻ, các chuyên gia y tế khuyến cáo ý nghĩa của ngày vi chất dinh dưỡng, còn nhắc nhở các bà mẹ và toàn xã hội quan tâm đa dạng thực phẩm bữa ăn hàng ngày để phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng khác. Bởi vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, tăng cường sức đề kháng của cơ thể trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.